Vũ Đồng đồng hành cùng với Tạ Tranh từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Cô luôn tin gái có công thì chồng chẳng phụ. Cho đến ngày phát hiện chồng cô tay trong tay với một cô gái khác. À tình nhân của hắn đã nói với cô. Tôi sẽ từng bước giành tạ tranh từ tay cô. Sau phút giây bất ngờ vì sự trơ chẽn của tiểu tam, Vũ Đồng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lên kế hoạch trả thù đỉnh cao. Một mặt Vũ Đồng âm thầm bán hết cổ phần có ở công ty chung, mở một công ty khác kéo hết cách hàng cũ về tay. Mặt khác, cô thẳng tay trị ngay bà mẹ chồng hãm giúp chồng ngoại tình. Chính thức khai chiến cũng là lúc Vũ Đồng đơn phương độc mã trực tiếp đương đầu với tại tranh gian xảo. Liệu cô có đủ may mắn để chiến thắng gã chồng đáng sợ này? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ chuyện ngôn tình đòn trả thù của người đàn bà bị chồng cắm sừng trên kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tin chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. 7 ngày trước đám cưới, khi Vũ Đồng đang thử vay cưới, cô tình cờ thấy được bài đăng trên trang mạng xã hội của bạn gái cũ của Tạ Tranh. Hình ảnh những ngón tay của Tạ Tranh và cô ta đan vào nhau kèm theo dòng trạng thái vẫn còn yêu ba phút sau vũ đồng thấy câu trả lời của tạ tranh anh muốn tiếp tục bị ám ảnh bởi em cô sẽ thấy lời thông báo chính thức sự tái hợp của bọn họ khá lãng mạn nếu cô không phải là vợ của tạ tranh cô chủ tiệm áo cưới thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu không lên tiếng nên hỏi chị vũ đồng chị có gì không hài lòng sao vũ đồng nhìn mình trong gương với bộ váy cưới màu trắng chiếc váy cưới được thiết kế riêng theo phong cách cô yêu thích. Ban đầu cô thực sự hài lòng, cho nên mới chụp ảnh muốn gửi cho tạ tranh. Ai ngờ lỡ trượt tay lại xảy ra chuyện nực cười như vậy. Vũ Đồng miễn cưỡng mỉm cười lại với cô ta. À, có chút chuyện thôi. Vũ Đồng đứng dậy, đi ra hành lang gọi điện cho tạ tranh, nhưng anh ta đã cúp máy. Sau đó anh ta gửi tin nhắn. Đang họp. Phải, anh ta đã đi công tác vào ngày hôm kia, Nghe nói đây là một dự án rất quan trọng Nên anh ta phải đích thân có mặt Xem ra nó quả thực rất quan trọng Một dự án dường chiếu trị giá hàng tỷ Một giờ sau Tạ tranh gọi lại cho cô Đầu bên kia điện thoại Giọng điệu của anh ta rất nhẹ nhàng Đồng đồng Có chuyện gì vậy Cái giọng này là anh ta không hề biết chuyện Giữa anh ta và bạn gái cũ Bị cô phát hiện đúng không Vũ Đồng đã quen Tạ tranh được 7 năm Từ năm cô 21 tuổi Năm nay cô đã 28 tuổi rồi Cô đã đồng hành cùng anh ta Từ hai bàn tay trắng Đến khi anh ta trở thành ông chủ của hai công ty Tuy chưa thể coi là giàu có Nhưng anh ta đã trở thành Một nhân vật nổi bật ở thành phố A Vũ Đồng gặp Tạ Tranh Lần đầu tiên lúc đang đi tìm việc Sau khi tốt nghiệp Anh ta hơn cô 3 tuổi Đã đi làm được 3 năm Và bắt đầu khởi nghiệp Công ty mới thành lập chưa lâu Và đang thiếu nhân sự Đặc biệt là thiếu những kẻ ngốc như cô người mới bước chân ra đời và còn thích ăn bánh vẽ. Bảy năm qua, dù có uống rượu đến nôn thốc nôn tháo, chạy đua suốt ngày đêm để hoàn thành kế hoạch, dù có nhiều công ty muốn trả mức lương cao hơn, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Cô từ thực tập sinh đi đến chức vụ phó chủ tịch công ty. Chuyện tình cảm của cô và tạ tranh xuất phát từ tình một đêm. Hai năm trước, trong một bữa tiệc rượu, cả hai người bọn họ đã uống hơi quá chén, nên đã vượt quá giới hạn. Khi tỉnh dậy, anh ta nói Vũ Đồng, anh sẽ chịu trách nhiệm. Vũ Đồng không nhớ rõ cảm giác của cô lúc đó như thế nào. Có lẽ là vui mừng. Dù sao thì lúc đó cô đã phải lòng anh ta được 3 năm. Việc cô có tình cảm với tạ tranh không phải là điều khó hiểu. Anh ta vốn đã có khuôn mặt khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người bọn họ cũng đã cùng nhau đón bình minh của thành phố A để gấp rút hoàn thành tiến độ các dự án cùng nhau uống rượu với khách hàng và cùng nhau nằm xuống nền đất dưới bầu trời đầy sao hai người bọn họ cũng đã cùng nhau bị chế nhạo và bị coi thường có lần để giành được một dự án hai người bọn họ đã uống rượu với một khách hàng đến tận sáng hôm sau trên đường về đi ngang qua quảng trường thành phố a anh ta đã dừng xe kéo cô nằm ra giữa quảng trường trong men say anh ta nói với cô đồng đồng một ngày nào đó anh sẽ chuyển tòa nhà công ty về đây đây là khu đô thị cao cấp với mức giá trung bình là vài chục tỷ cho một căn hộ vũ đồng cười nhạo anh buồn ngủ chưa em buồn ngủ rồi ngủ đi trong mơ chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ nhưng anh ta đột nhiên quay đầu lại nghiêm túc nhìn cô rồi nói đến lúc đó anh sẽ mua cho em một căn hộ lớn ở đây để thưởng cho em vì đã luôn đồng hành cùng anh khi anh ta nhìn cô đôi mắt anh ta phản chiếu toàn bộ bầu trời đầy sao, nụ cười cháy bỏng, giọng điệu cũng rất nghiêm túc. Vũ Đồng nghĩ rằng anh ta đã hoàn toàn yêu cô, thì đó là lúc mọi chuyện mới bắt đầu. Đêm hai người bọn họ gặp nhau cũng là đêm tược mừng thành lập chi nhánh. Khi đó Tạ Tranh đã chuyển tòa nhà công ty ra quảng trường thành phố và còn thưởng cho cô một căn hộ rộng rãi ở đó. Công ty đã có bước phát triển vượt bậc, nhân sự từ chỉ 5 người đã lên con số hàng trăm người. Trong bữa tiệc mừng, trước mặt mọi người, tạ tranh choàng tay qua vai cô và nói Nếu không có vũ đồng, công ty sẽ không có được như ngày hôm nay và tôi cũng sẽ không có được như ngày hôm nay. Chúng ta uống để vinh danh vũ đồng. Những gì tạ tranh nói là cường điệu, nhưng nó cũng không sai. Những năm tháng ấy, khi anh ta không thể trụ nổi, cô đã ở bên cạnh cùng anh ta vượt qua mọi khó khăn. Ngay cả việc thành lập chi nhánh cũng do cô đảm nhiệm từ tìm tài trợ, đối tác cho đến việc lựa chọn địa điểm. Sau bữa tiệc mừng, Tạ Tranh phấn khởi đến mức nhất quyết theo cô về nhà và nói chuyện với cô về sự phát triển của công ty trong 20 năm tới. Kết quả là hai người bọn họ đã cùng nhau nói chuyện trên giường. Khi cô tỉnh dậy, Tạ Tranh đã nói sẽ chịu trách nhiệm. Cô rất lo lắng và có hơi lưỡng lự. Tạ Tranh nhìn thấy sự do dự của cô và nói, "Đồng Đồng, anh đã thích em từ lâu rồi và anh không tìm được một cô gái nào có thể ở bên anh lâu như em. Yêu nhau được 2 năm, cô mới biết được anh ta có một người bạn gái cũ tên là Lâm Nhã. Cô ta bằng tuổi cô, cô ta và Tạ Tranh yêu nhau hồi đại học. Cô ta là đàn em của Tạ Tranh và họ hẹn hò được 3 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Nhã muốn rời thành phố A, Tạ Tranh không muốn rời đi cùng cô ta nên hai người chia tay trong hòa bình nói mới nhớ số tiền ban đầu tạ tranh bỏ ra để khởi nghiệp thực chất là tiền anh ta để dành cưới và mua nhà tân hôn với lâm nhã đó là những gì tạ tranh đã nói với cô khi lần đầu tiên hai người bọn họ uống quá nhiều và nằm ngắm những vì sao anh ta nói nếu lúc đó anh kết hôn thì bây giờ anh đã sống một cuộc sống quẹt thẻ chín giờ tan tầm năm giờ rồi giọng điệu anh ta có chút tiếc nuối nhưng cũng rất hào hùng vì vậy cô chưa bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của lâm nhã ngay cả khi lâm nhã đột ngột quay lại thành phố a hơn một năm trước cô ta bí mật theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô cô cũng chỉ theo dõi lại cô ta mà không nói với tạ tranh vốn tưởng rằng cô ta và tạ tranh sẽ đi hai hướng khác nhau đều là người trưởng thành cả rồi ai còn nhớ mối tình đầu lâu dài như vậy nhưng bây giờ có vẻ như cô đã bị tát vào mặt Vũ Đồng là người luôn tin vào những gì tận mắt mình nhìn thấy. Không cần phải đấu khẩu với tạ tranh qua điện thoại. Cô cúp máy và gửi ảnh thử váy cưới cho tạ tranh. Anh ta nói, đồng đồng của anh thật đẹp. Vũ Đồng nhận lời khen của anh ta, đặt vé chuyến bay gần nhất vào ngày hôm đó và bay đến thành phố B, nơi tạ tranh đang đi công tác. Sau khi xuống máy bay, kiểm tra lại mạng xã hội, cô nhìn thấy thông tin cập nhật của Lâm Nhã Tôi sẽ đến vào một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Thật may là cô biết cửa hàng đó. Cô từng đến đó với tạ tranh. Khi taxi đến, Vũ Đồng tình cờ chứng kiến tạ tranh tặng lâm nhã bó hoa hồng đỏ do nhà hàng chuẩn bị. Hai người ngồi ngay cạnh cửa sổ, nên cô chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn họ mà không cần phải xuống xe. Lâm nhã mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, còn tạ tranh thì mặc bộ quần áo thường ngày màu xanh nước biển. Chỉ có mù mới không biết họ đang mặc đồ đôi. Trước đây Tạ Tranh hay nói với cô là anh ta ghét đồ đôi, quá trẻ con. Bây giờ xem ra không phải là anh ta không muốn làm trẻ con, mà là cô không phải là đứa trẻ con mà anh ta muốn đồng hành. Vũ Đồng xuống xe, tựa người vào một thân cây bên đường để gọi cho Tạ Tranh. Nếu không có điểm tựa chắc chân, cô sẽ loạn choạng mất. Tạ Tranh lướt nhìn điện thoại, không bắt máy. Nhắn tin trả lời cô, anh đang họp thật khó có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này tức giận buồn bã và thậm chí có chút tuyệt vọng vũ đồng cố gắng ngước nhìn lên bầu trời và kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được vũ đồng nhìn xuống chiếc nhẫn cưới tạ tranh đã tặng cô cách đây không lâu tháo nó ra ném vào thùng rác bên cạnh sau đó chụp ảnh anh ta và lâm nhã đang ăn tối gửi cho anh ta sau bữa tối hãy ra ngoài và bàn việc ly hôn Ước chừng 3 phút trôi qua Tạ tranh mới nhìn vào điện thoại Bởi vì trong 3 phút đó Lâm nhã nũng nịu đòi chụp ảnh chung Trong 3 phút Hai người đã thay đổi 8 vị trí Từ góc nhìn 360 độ này Có thể nhìn rõ sự vụng trộm của họ Phải Tạ tranh và cô chỉ mới đăng ký kết hôn vào tháng trước Chỉ còn 7 ngày nữa là tổ chức lễ cưới thôi Tạ tranh đọc xong tin nhắn Anh ta hoảng sợ Và lức nhìn thấy vũ đồng ngoài cửa sổ vội vàng đứng dậy, anh ta đi ra ngoài và chạy về phía cô. Lâm Nhã không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Tạ Tranh đi ra thì liền quay đầu lại nhìn thấy cô, trên môi nở một nụ cười, sau đó liền đi theo Tạ Tranh đi ra ngoài. Anh nhất định phải đối xử khốn nạn với tôi như vậy sao, Tạ Tranh? Ở nơi làm việc những năm này, cô chưa từng làm gì quá đáng, dù là mỉa mai hay là công kích bất cứ ai, đối với mọi chuyện cô đều có thể mỉm cười chấp nhận và xử lý một cách thoải mái. Vũ Đồng tự nhận mình là một người xuất sắc cả về tính khí lẫn sự tu dưỡng bản thân. Nhưng nhìn thấy chồng và người yêu cũ xuất hiện trước mặt mình trong trang phục của cặp đôi, cô vẫn phải cố gắng rất nhiều mới kìm nén được sự gào thét. Lúc này tại tranh mới chú ý tới chuyện Lâm Nhã cùng anh ta đi ra. Anh ta quay đầu lại và nói Lâm Nhã, em đi trước đi. Lâm Nhã không chịu rời đi và đứng đó bán trà cho cô. Vũ Đồng, vừa rồi anh Tạ vẫn đang nói chuyện với tôi về cô. Đừng hiểu nhầm, anh Tạ và tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi. Cô thà rằng đó là một sự hiểu lầm, nhưng chết tiệt thật. Cô ta đi ra ngoài mà vẫn cầm bó hoa đỏ trên tay, như thể tuyên bố chủ quyền của mình với cô. Cô ta sợ cô không nghi ngờ sao? Vũ Đồng nhắm mắt định thần một lúc, không muốn nói chuyện với cô ả tiểu tam không có phẩm chất đạo đức như vậy cô sợ điều đó sẽ hạ thấp đạo đức của bản thân mình vũ đồng nhìn tạ tranh và nói cho anh một phút để cái thứ xui xẻo đó biến mất trước mặt tôi lâm nhã tiếp tục dở chiêu trà xanh cho cô vũ đồng sao cô có thể như thế này cô không có giáo dục gì cả cô chụp mũ cho chúng tôi mà không chịu nghe lời giải thích giáo dục con mợ nhà cô vũ đồng tức giận và cười đúng là tôi không bằng cô một con cá chui qua lưới lần tránh sự tiến hóa của loài người. Rảnh rỗi thì đi dội nước buồn cầu đi, đừng đứng ở đây. Sau khi Lâm Nhã rời đi, Tạ Tranh và cô lại bước vào nhà hàng đó. Cô đói, cô không muốn lãng phí thời gian để tìm chỗ ăn. Món nợ bị một kẻ cặn bã làm tổn thương có thể từ từ giải quyết, nhưng cô phải lo cho cái bụng của chính mình đã. Trong những năm qua, cô đã uống quá nhiều vì công ty và gặp vấn đề về dạ dày, Vũ Đồng không thể để bụng mình đói, dạ dày sẽ đau. Tạ tranh muốn tìm một nơi khác để ăn. Có lẽ vì anh ta cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng cô không đồng ý. Thật là một sự trùng hợp đáng tiếc khi nhà hàng này đang có chương trình tặng hoa hồng đỏ cho khách hàng. Người phục vụ đưa hoa hồng đỏ cho tạ tranh lúc nãy, bây giờ lại tiếp tục đưa hoa hồng đỏ cho anh ta. Vũ Đồng có thể thấy rõ rằng cô ấy bị sốc, vẻ mặt kiểu ca này cứu được không? Vũ Đồng nhìn bó hoa hồng đỏ mà tạ tranh đang cầm và thức ăn vào miệng và hỏi Anh có tặng nữa không? Một lúc lâu sau, tạ tranh mới nói Đồng đồng... Vũ Đồng ngắt lời anh ta Đừng nói với tôi về những chuyện kinh tởm đó khi tôi đang ăn Tôi sợ mình nôn ra mất Hãy thương xót cái dạ dày của tôi Nó gần như đã bị hủy hoại sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ cho công ty rồi Một chút tội lỗi thoáng hiện lên trên mặt anh ta bữa ăn kéo dài 2 giờ. Trong 2 giờ đồng hồ đó, tâm trí cô như chạy trên đường cao tốc, liên tục suy nghĩ đến việc ly hôn. Cô không bị bệnh nặng, đầu óc cũng không hỏng, tha thứ một lần sẽ có lần khác. Cô phải cắt đứt sạch sẽ trước khi có con. Tranh chấp tài sản giữa hai người bọn họ là vấn đề của công ty, trụ sở chính không liên quan gì đến cô, cô là cổ đông của chi nhánh. Hai người bọn họ đã không thực hiện công chứng tài sản khi đăng ký kết hôn luật hôn nhân mới sẽ không cho phép cô lấy một nửa tài sản khi ly hôn nhưng không ngờ trong khi cô nghĩ đến việc ly hôn tạ tranh vẫn nghĩ đến hôn lễ anh ta nói đồng đồng anh không muốn ly hôn với em vũ đồng sửng sốt và hỏi nếu không ly hôn ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau sao bảy ngày nữa tại đám cưới anh sẽ ôm tôi bằng tay trái và ôm lâm nhã bằng tay phải hả dừng một chút cô lại nói ồ Tôi cảm thấy nhân phẩm của tôi ổn, nên tôi không hợp với những người không có nhân phẩm như hai người đâu." Một lúc lâu sau, cô mới hỏi, "Hai người quay lại từ khi nào? Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn hay sau?" Tạ Tranh suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Bọn anh không quay lại." "Không quay lại, vậy bây giờ quan hệ của hai người là gì? Nuôi thêm tuần lộc để lấy sừng trang trí hả?" Tính khí Tạ Tranh vốn không tốt, khi nghe Vũ Đồng nói lời này sau anh ta có một chút tức giận nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống và nói đồng đồng hiện tại em đang tức giận chúng ta bình tĩnh hai ngày rồi mới nói chuyện này được không vũ đồng đã đồng ý bình tĩnh hai ngày cũng tốt vì bây giờ cô thực sự đang tức giận cô sợ vì mình tức giận mà quên mất thứ thuộc về mình sẽ sai lầm mà giao cho tạ tranh trên đường về khách sạn tạ tranh cứ cố giải thích với cô nhưng có lẽ vì không có cách nào để ngụy biện Nên anh ta do dự vài lần trước khi nói Khi đến khách sạn Anh ta cố gắng vào phòng với cô Vũ Đồng nhìn anh ta Tạ tranh Anh đã biết tôi 7 năm rồi phải không Anh nghĩ tôi có thể sử dụng những thứ Mà người khác đã dùng sao Cuối cùng thì sự đè nén Vì bị bắt quả tang ngoại tình Tại hiện trường của anh cũng bộc phát Đồng đồng Em ăn nói cẩn thận hơn được không Vũ Đồng cười khẩy cái này tôi thực sự không thể so sánh với lâm nhã cô ta không cần phải làm bất cứ điều gì cho anh cô ta chỉ cần mỉm cười dịu dàng với anh vẫy tay với anh là anh sẽ như một con chó bất chấp giá trị đạo đức của bản thân mà nhào tới với cô ta còn tôi anh biết đấy bao nhiêu năm qua tôi còn có cái gì mà tôi chưa làm để giúp công ty chứ xin lỗi đồng đồng vũ đồng đóng sầm cửa lại trước mặt anh ta cánh cửa vừa đóng lại những giọt nước mắt cô đã kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ cũng rơi xuống bảy năm bên nhau vụt qua tâm trí cô khi hai người bọn họ gặp nhau lần đầu anh ta đã nói bây giờ chúng ta nhất định sẽ trở thành đối tác hợp nhau nhất ở bên nhau một thời gian dài anh ta nói một ngày nào đó chúng ta không cần uống rượu với người khác nữa khi hai người bọn họ chính thức quen nhau anh đã nói đồng đồng Tình yêu bền vững nhất là xuất phát từ tình bạn. Chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời. Khi nhận giấy đăng ký kết hôn, anh ta nói Đồng đồng, quãng đời còn lại xin chỉ giáo. Anh ta đã hủy hoại 7 năm chờ đợi của cô. Nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy ngực mình đau đến nghẹt thở. Cơn đau tột độ này xâm chiếm từng dây thần kinh trong cô. Như thể nó đang bong chóc ra khỏi da và gây ra những cơn chuột rút, rút cạn hết sức lực của cô. Khi cô không kìm được nước mắt, Lâm Nhã lại gửi cho cô một tin nhắn riêng trên mạng. Cô ta nói, Tạ tranh từ trước đến nay không muốn tiết lộ mối quan hệ của chúng tôi. Cô có biết tôi dụ dỗ anh ấy trả lời như thế nào không? Khi cô nghĩ đến việc tạ tranh lan giường với Lâm Nhã sau khi hai người họ đăng ký kết hôn, Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy buồn hôn vì trào ngược axit trong bụng. Cuối cùng nó khiến cho cô nôn tóc nôn tháo. Bệnh lại tái phát. Vũ Đồng nhập viện đi đến thành phố B và đưa mình vào bệnh viện. Cô nghĩ thế là quá lắm rồi, nhưng không ngờ rằng nó còn tồi tệ hơn. Sau khi cô vào bệnh viện, tạ tranh, có lẽ với tâm lý chuộc lỗi, đã ở bên cô suốt thời gian đó, mặc dù cô không muốn anh ta làm vậy. Tạ tranh tắt tiếng điện thoại, nhưng điện thoại vẫn sáng. Hình như Lâm Nhã gửi tin nhắn cho anh ta bằng số điện thoại khác. Từ khi cô tới thành phố B, tạ tranh liền không nghe điện thoại của cô ta cũng không đi cùng cô ta để thể hiện sự chân thành với cô anh ta đã xóa tất cả thông tin liên lạc của lâm nhã và chặn cô ta vì vậy vào ngày thứ ba trong bệnh viện cô nhận được một tin nhắn khác của lâm nhã cô ta nói vũ đồng tôi không cố cướp tạ tranh khỏi tay cô điều tôi muốn là thực hiện lời hứa mà chúng tôi đã hứa khi còn trẻ là cùng nhau đi du lịch trước đám cưới của anh ấy tại sao cô lại xuất hiện nếu tôi thực sự muốn quay lại với tạ tranh Cô nghĩ mình có cơ hội không? Thấy Vũ Đồng phớt lờ, nửa giờ sau cô ta lại gửi tin nhắn khác. Vũ Đồng, vốn dĩ tôi không muốn cùng cô tranh giành tạ tranh. Nhưng từ nay trở đi, tôi sẽ để cô thấy tôi làm thế nào để từng bước giành lấy tạ tranh từ tay cô. Cô ta không chỉ nhắn cho cô. Vài phút sau, điện thoại của tạ tranh lại sáng lên. Với lúc tạ tranh cúi đầu lướt nhìn màn hình, sắc mặt rõ ràng là tái nhợt. Anh ta người đã ở bên cạnh cô mấy ngày qua không chịu đi đâu đột nhiên đứng dậy với một tiếng à vũ đồng liếc nhìn tạ tranh anh ta nói đồng đồng anh có việc gấp cần giải quyết anh sẽ quay lại ngay được chứ vũ đồng cố ý hỏi nếu tôi nói không được thì anh sẽ không đi à anh ta nói xin lỗi và vẫn rời đi vũ đồng muốn xuất viện càng nhanh càng tốt và trở về thành phố a trong ba ngày qua cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu cô không thể giữ được anh ta, thì hãy để anh ta ra đi. Ngay khi Vũ Đồng trở lại thành phố A, Tống Viễn, một đối tác của chi nhánh, đã đến gặp cô về vấn đề công việc. Cô là quản lý của chi nhánh mà. Vũ Đồng đã suy nghĩ kỹ, có lẽ tạ tranh quay lại với Lâm Nhã vì cô quản lý chi nhánh và đóng quân hẳn bên này nên cô không có thời gian ở bên cạnh anh ta nhiều. Tuy nhiên, nó không còn quan trọng nữa việc họ có thể quay lại với nhau chỉ chứng tỏ một điều là cả hai đều có mong muốn quay lại với nhau cho dù cô có trói tạ tranh buộc vào thắt lưng thì nhất định khi có cơ hội họ vẫn quay lại với nhau sau khi tống viễn trao đổi công việc xong anh ta thản nhiên nói cô đúng là một người nghiện công việc sắp cưới rồi sao cô không chuẩn bị chuyện hủy bỏ đám cưới giữa tạ tranh và cô vẫn chưa được công bố nhưng dù sao cũng sẽ bị hủy nên cô đã đề cập trước với tống viễn hôn lễ sẽ bị hủy tống viễn đột nhiên ngẩng đầu sao vậy cô và chủ tịch tạ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy đừng nói với tôi là hai người đã chia tay cô và anh ta ở bên nhau nhiều năm như vậy vẫn không so được với mối tình đầu của anh ta vũ đồng không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt tống viễn hai người bọn họ là đối tác nếu cô bộc lộ quá nhiều cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty Vũ Đồng nói Nó sẽ giúp anh tiết kiệm được một đống tiền phải không? Tống Viễn có chút hụt hẫng Anh ta không giỏi ăn ủi người khác Cô quen anh ta hơn 4 năm Cô cũng biết điều này Câu nói kinh điển của anh ta vẫn luôn là Tình yêu ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền Nếu nhờ anh ta ăn ủi một cô gái đang bị tổn thương trong tình yêu Anh ta có thể chỉ nói Yêu đương mù quáng Đó không phải là điều mà cô xứng đáng nhận được sao? Nhìn vẻ mặt bối rối của Tông Viễn Vũ Đồng nói thêm Đừng ở đây can thiệp vào chuyện riêng của tôi Anh có thời gian buôn chuyện Thì hãy giúp tôi nói chuyện với bố anh Chuyện chúng ta có thể hợp tác trong dự án tiếp theo hay không Sau khi Tông Viễn rời đi Vũ Đồng cùng bố mẹ cô ăn cơm tối Nói với họ chuyện hủy đám cưới Để họ thông báo cho từng người thân đã nhận thiệp mời Bố mẹ cô tức giận Bố cô sán tay áo ước gì có thể bay đến thành phố B Để chôn sống tạ tranh ngay tức khắc còn mẹ cô tức giận đến mức bật khóc. Thật may là bố mẹ thực sự yêu thương cô, dù biết việc hủy đám cưới có thể trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng họ vẫn kiên quyết khẳng định hai người bọn họ phải ly hôn. Một ngày sau, Tạ Tranh trở lại thành phố A, Vũ Đồng đập thẳng bản thỏa thuận ly hôn ngay trước mặt anh ta. Đến lúc này, Tạ Tranh vẫn kiên quyết khẳng định anh ta không muốn ly hôn, anh ta thậm chí còn cố gắng thuyết phục cô rằng đám cưới nên được tiến hành anh ta nói, "Đồng Đồng, ngày kia đám cưới rồi, bây giờ chúng ta hủy hôn sẽ xấu hổ cho cả hai nhà, bố mẹ anh." Vũ Đồng ngắt lời anh ta và nói, "Tạ Tranh, khuôn mặt anh rất đẹp, đừng dùng nó như cái mông của mình. Tôi đã thu dọn đồ đạc của anh và gửi về biệt thự lúc đầu anh ở. Từ giờ trở đi, tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa." Vũ Đồng không biết Tạ Tranh đã nói gì với bố mẹ khi quay về tối hôm đó mẹ anh ta đã gọi điện cho cô và thuyết phục cô rất nhiều sau khi nhìn thấy thái độ kiên định của cô bà ta nói mặc dù chuyện này là tạ tranh sai nhưng hủy hôn vào thời điểm này là cô cố ý hơn nữa giờ cô ly hôn với tạ tranh cô có thể tìm được người nào tốt hơn tạ tranh không mọi thứ cô sở hữu hiện tại bao gồm cả ngôi nhà mà cô đang ở đều là tạ tranh cho cô phải không vũ đồng không nghĩ bà ta sẽ nói như vậy nhưng nếu bà ta đã nói như vậy, cũng không thể trách cô ác độc được." Cô nói, "Tất cả những gì tôi có được bây giờ đều là do nỗ lực của bản thân tôi. Những thành tựu hiện tại của trụ sở chính là kết quả của sự cố gắng của tôi và Tạ Tranh. Văn phòng chi nhánh gần như do tôi xây dựng nên, mà không cần phải làm vậy đâu, đừng dụ dỗ tôi." Vũ Đồng không cho bà ta cơ hội ngắt lời mà nói tiếp, "Nếu bà cho rằng việc ngoại tình có thể tha thứ, và việc ly hôn là cố ý thì tôi chúc bà may mắn có cơ hội được chung sống với nhân tình của chồng mình và con cháu của họ trong tương lai bà ta tức giận vì câu nói cuối cùng của cô và bắt đầu chửi bới nhưng vũ đồng không để cho bà ta mắng hết mà chỉ nghe mỗi một câu ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cho tạ tranh kết hôn với cô bây giờ cô lại dám làm như vậy với gia đình tôi liền cúp điện thoại và blog bà ta luôn Cố Đồng cũng biết lý do tại sao bà ta không vui khi cô cưới Tạ Tranh. Cô quá mạnh mẽ nên sẽ không nghe lời bà ta. Khi chi nhánh mới thành lập, bà ta muốn cho những người thân bất tài của mình vào quản lý chi nhánh. Tạ Tranh không thể từ chối bà ta nên đã đẩy cô ra ngoài, nhưng cô đã từ chối. Vì vậy khi cô đang bàn chuyện kết hôn với Tạ Tranh, bà ta đã đến gặp cô một mình và đe dọa cô. Bà ta nói sau này cô nhất định phải có một đứa con trai. Cô hỏi bà ta Nếu không phải con trai thì sao Bà nói với thái độ ngạo mạn rằng Phải sinh con trai Phụ nữ mà không sinh được con trai thì có ích gì Tất cả những người phụ nữ xấu hổ Bị mẹ chồng bắt nạt sau khi kết hôn Họ đều có một vấn đề chung Đó là tự hạ thấp mình ngay từ đầu Rõ ràng là mấy bà mẹ chồng đã dẫm đạp lên họ Nhưng họ vẫn cố gắng coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình Vì vậy, để dập tắt ý nghĩ lợi dụng cô của bà ta ngay từ trong trứng nước cô đã thẳng thắn trả lời bà nên đọc sách nhiều hơn đừng xây dựng hình ảnh quý bà sẽ rất mất mặt đó bà ta yêu cầu cô rời công ty sau khi kết hôn và ở nhà làm công việc nội trợ toàn thời gian bà ta nói phụ nữ làm việc ở bên ngoài sẽ bị cho là bán dâm ở bên ngoài hơn nữa ai mà biết được liệu cô có thể có mối quan hệ mờ ám nào đó với ai đó vì uống rượu ở nơi làm việc và cắm rừng con trai bà ta hay không vũ đồng mắng bà ta rằng ngày xưa phụ nữ chỉ bị bó chân còn bây giờ bà còn bó cả não bà ta phàn nàn với tạ tranh rằng cô đã mắng bà ta vũ đồng hỏi tạ tranh ra tối hậu thư với mẹ chồng trước khi vào cửa không làm như vậy người ta sẽ cho là em mất trí đúng không sau khi tạ tranh nghe câu hỏi của cô có lẽ anh ta đã biết chuyện gì đang xảy ra vì vậy sau khi đăng ký kết hôn hai người bọn họ sống trong căn hộ của cô chứ không phải với mẹ anh ta không phải tạ tranh thiên vị cô anh ta chỉ đơn giản là không muốn giải quyết mâu thuẫn giữa cô và mẹ anh ta nói cách khác anh ta biết rất rõ rằng mười bà mẹ của anh ta cũng không nói lại được cô cô cũng không thể kiềm chế được vũ đồng nghĩ mình có thể ly hôn với tạ tranh một cách tử tế đều là con người không cần phải cãi nhau Tuy nhiên có vẻ như cô đã đánh giá quá cao Tạ Tranh, hay đúng hơn là suốt ngần ấy năm, cô chưa bao giờ hiểu được Tạ Tranh. Sau hôm cô chặn số điện thoại của mẹ anh ta, Tạ Tranh muốn cô dọn dẹp sạch sẽ và rời khỏi nhà, cùng với số cổ phần trong chi nhánh, anh cũng muốn cô thôi việc. Ngoài ra, căn hộ ở quảng trường mà cô đã được thưởng vì đã có thành tích của mình cũng phải trả lại. Nói xong, anh ta tiếp tục, "Đồng Đồng, chỉ cần em không ly hôn và ngày mai tiếp tục hôn lễ, chúng ta có thể nói chuyện lại. Vũ Đồng biết tại sao anh ta không muốn ly hôn với cô. Một khi hai người bọn họ ly hôn, giá trị cổ phiếu của công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Rất có thể anh ta sẽ mất quyền kiểm soát chi nhánh. Duy cho cùng, cô đã tự mình thành lập chi nhánh và anh ta không nhúng tay vào làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc đầu tư một số tiền ban đầu. Hơn nữa, việc thành lập chi nhánh thứ hai ngay từ đầu là do cô phụ trách, anh ta không muốn mất cánh tay phải của mình. Tạ tranh có thể nói như vậy, là anh ta chưa tỉnh hay là cho rằng cô chưa tỉnh? Anh ta còn cố gắng tẩy não cô. Đồng đồng, trong giới này có rất nhiều người bao nuôi tình nhân. Sau khi kết hôn vẫn sống cuộc sống của riêng mình, họ vẫn sống tốt không phải sao? Vũ Đồng hỏi, ý anh là tôi phải hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình và ủng hộ việc anh có tiểu tam hả? Tạ tranh im lặng Một lúc lâu sau anh ta mới nói Anh sẽ chia tay rõ ràng với Lâm Nhã Ha ha Con chó này tiêu chuẩn kép thật đấy Anh ta sợ rằng mình sẽ không bao giờ Có thể chia tay Lâm Nhã Anh ta đã chọn rời xa cô Và đến gặp Lâm Nhã vài ngày trước Vì Lâm Nhã đã dọa Sẽ nhảy lầu với anh ta Lời đe dọa nhảy lầu này đã được Lâm Nhã Tô điểm cho thêm phần long trọng Bài viết trên mạng xã hội cũng rất hay Và lãng mạn không có anh em sẽ không bao giờ yêu người khác nữa vũ đồng đáp lại bằng câu trẻ con khóc nháo sẽ được kẹo rồi cô cũng chặn cô ta luôn vì sợ nếu xem quá nhiều mình sẽ bị ô nhiễm mắt tất nhiên đám cưới đã không diễn ra như dự định tạ tranh chỉ tuyên bố với công chúng là hoãn đám cưới anh ta không thuận tình ly hôn nên cô đã trực tiếp đến gặp luật sư và nộp đơn ra tòa để kiện ly hôn anh ta hoàn toàn hoảng sợ sau khi cô nộp đơn. Anh ta hạ thấp thái độ, lại đến chỗ cô. Đồng đồng, anh chỉ bối rối trong giây lát. Lâm Nhã muốn quay lại với anh. Anh uống chút rượu nên mới xảy ra chuyện nực cười này. Vũ Đồng phất lờ anh ta. Kể từ đó, thỉnh thoảng anh lại diễn những màn theo đuổi vợ nhiệt tình với cô ở dưới tầng. Nhưng điều chớ trêu là, có lẽ vì Vũ Đồng chặn Lâm Nhã, nên cô ta không thể báo cáo tiến triển của cô ta và tạ tranh cho cô nữa nên cô ta chỉ có thể nghĩ ra những cách khác để đối phó với cô vì vậy một lần cô tăng ca đến tận đêm khuya khi tạ tranh đến đợi cô tan sở cô đã nhìn thấy vết son môi trên cổ áo anh ta diễn vai theo đuổi vợ mà cũng không tới nơi tới trốn có vô dụng không cơ chứ vũ đồng chỉ vào vết son môi trên cổ áo tạ tranh hỏi đây chính là lời anh nói về việc chia tay lâm nhã phải không tạ tranh chúng ta chia tay nhau vui vẻ đừng làm tôi kinh tởm anh hơn anh biết đấy tôi không bao giờ nhìn lại nửa tháng sau tạ tranh không giữ được bình tĩnh nữa có lẽ anh ta đi cãi nhau với lâm nhã vài ngày sau cô nhận được tin nhắn của lâm nhã sao cô không chết quách đi vũ đồng bình tĩnh diễu cợt lại cái gì muốn quản luôn chuyện sống chết của tôi hả có lẽ vì không ép được tạ tranh ly hôn với vũ đồng lâm nhã đến gặp cô và hẹn cô ở quán cà phê ở tầng dưới công ty. Nói rằng cô ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Lúc đầu Vũ Đồng không muốn gặp cô ta, nhưng sau đó cô nghĩ lại, có thể tới xem cô ta diễn một chút, chắc là phong phú lắm. Vũ Đồng đến chỗ hẹn, cô ta ở đây để làm cho cô chết tâm. Tạ tranh nói rằng anh ta và Lâm Nhã quay lại với nhau vì họ uống say và Lâm Nhã đã tự mình ra tay. Nhưng sự thật là một năm trước, Tạ Tranh đã đưa Lâm Nhã trở lại thành phố A. Tạ Tranh đã đến thành phố của cô ta trong một chuyến công tác hơn một năm trước và chủ động tiếp cận cô ta. Cô ta hỏi, cô có biết khi Tạ Tranh đến chỗ tôi đã nói gì không? Rồi cô ta tự trả lời. Tạ Tranh nói rằng năm đó không cưới tôi là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh ấy thà không cần sự giàu có hiện tại mà đến với tôi và cưới tôi cô ta cười đầy vẻ tự mãn. Cô ta đã biến trò chơi tiền bạc thành trò chơi tình yêu. Tâm trạng cô vốn đã rất tệ, nghĩ đến việc tạ tranh đã phản bội cô hơn một năm nay, khiến tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ hơn. Vũ Đồng thấy cô ta cười, nên hỏi cô ta ba câu. Bây giờ tạ tranh đã kết hôn với cô chưa? Nếu tạ tranh thật sự yêu cô, tại sao anh ta lại đăng ký kết hôn với tôi? Nếu thực sự yêu cô, Tại sao Tạ Tranh vẫn không chịu ly hôn với tôi? Nụ cười trên mặt Lâm Nhã lập tức biến mất, rồi cô cũng tự trả lời. Cô chạy theo tiền bạc của anh ta, còn anh ta lại chạy theo sự tươi mới của cô, hay nói cách khác là sự tiếc nuối khi không có được. Một cuộc tình vụng trộm, hay còn gọi là một thỏa thuận bẩn thỉu, mà ngay cả một con chó cũng coi thường, nhưng cô coi đó là tình yêu. Con chó mà nghe thấy điều này, nó cũng nôn ra mất. Lâm Nhã có chút kích động trước câu trả lời của cô. Vũ Đồng, tại sao cô không buông tha cho tạ tranh? Vũ Đồng liếc nhìn cô ta và nói. Đây là lần duy nhất trong đời tôi để cô tự tin với vai trò tiểu tam. Đừng chọc tức tôi nữa. Nếu không, cẩn thận danh tiếng của cô. Nói xong cô vẫn thấy khó chịu. Vũ Đồng lại bổ sung thêm. Còn nữa, bây giờ tạ tranh đã cân nhắc thiệt hơn. Anh ta cảm thấy cô vô dụng. Chỉ kéo anh ta xuống cho nên anh ta không muốn tiếp tục ở bên cô. Anh ta đến quấy giày tôi chứ không phải là tôi đến quấy giày anh ta, hiểu không? Nếu cô thật sự có ích như vậy, hãy nhanh chóng khiến tạ tranh ly hôn với tôi đi. Chừng nào còn chưa ly hôn, chừng đó tôi còn phát ốm. Sắc mặt lâm nhã lập tức tái nhợt. Ôi, thật lãng phí khi sống mà phụ thuộc vào đàn ông. Nhưng để ly hôn tạ tranh nhanh hơn, Vũ Đồng muốn cho lâm nhã một con đường tắt. Cô nói, nếu cô rảnh đến đây tức giận với tôi Thì tốt nhất là cô nên nghĩ cách Làm hài lòng mẹ chồng tương lai của mình Sau khi Lâm Nhã đi ra ngoài Cô lại tình cờ gặp được Tống Viễn Tống Viễn không biết đã nghe được những gì Vẻ mặt không nói nên lời Cô có chịu nổi không? Tiến lên tắt cô ta hai cái Để cô ta nhận ra sự thật Vũ Đồng trợn mắt nhìn Tống Viễn Tôi không muốn gặp rắc rối Nếu gây rắc rối sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty Tống Viễn trầm ngâm gật đầu. Đúng vậy, công ty cần có cổ phần của tôi. Tôi không thể dối dục như thế được. Tống Viễn nhất quyết kéo cô đi ăn trưa. Thực chất chỉ là để buôn chuyện, thậm chí còn giả vờ lấy tư cách là cổ đông của công ty mà nói. Tôi nghĩ tôi có quyền biết chuyện này. Cô là người quyết định của công ty. Nếu chuyện giữa cô và tạ tranh không xuân sẻ, tôi có thể tránh trước rủi ro và rút vốn. Anh ta nói, cô biết đấy, ngay từ đầu tôi đã đầu tư chỉ vì cô là người nghiện công việc và chắc chắn sẽ giúp tôi kiếm tiền. Lúc đó, bố tôi cũng dặn, tôi đừng để bị lừa và thuyết phục tôi đừng đầu tư. Đúng vậy, Tổng Viễn là cậu ấm nhà giàu, chỉ muốn tự mình làm, không muốn ỉ lại vào bố mình. Những gì anh ta nói cũng là sự thật. Để Tổng Viễn mua cổ phần, cô đã uống với anh ta ba ly, cuối cùng mới thuyết phục được anh ta. Đã hơn một tháng rồi, chuyện giữa cô tạ tranh và lâm nhã cô thật sự chưa nói cho ai biết trong lòng cô rất không vui chẳng thà cứ tâm sự hết với tông viễn thậm chí chuyện tạ tranh nói trong giới này có rất nhiều ông chủ có tình nhân vũ đồng cũng kể tông viễn nghe xong liền phán yêu đương mù quáng tạ tranh làm như vậy là vì anh ta không có ý định làm đàn ông nữa phải không đây không phải là sự thật sao nếu tạ tranh vẫn muốn làm đàn ông thì anh ta đã để cô ra đi và ly hôn với cô từ lâu rồi. Anh ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp, chỉ để đe dọa cô. Anh ta còn dám nói những điều ngu ngốc như yêu cầu cô dọn sạch sẽ và ra khỏi nhà khi biết cô ngang tài ngang sức với anh ta. Tông Viễn thấy tâm tình vũ đồng không tốt, liền nói. Đừng để bị anh ta lừa, cô làm sao vậy? Trên đời này có một số kẻ dối trá, nhưng cũng có những người đàn ông tốt. Vì cô và Tạ Tranh chia tay dù cả hai người bọn họ đều không tiết lộ lý do đám cưới không thể diễn ra như dự kiến nhưng công ty cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng chỉ hơn một tháng sau khi hợp đồng của các đối tác trong ba dự án của công ty hết hạn không có đàm phán gia hạn vì ba lần hợp tác đó đều do cô thực hiện nên họ lo lắng về những thay đổi tiếp theo của công ty sau khi hai người bọn họ chia tay người làm kinh doanh đều rất rõ ràng thế là tạ tranh lại đến gặp cô điều đầu tiên anh ta nói là cho dù chúng ta có ly hôn thì em cũng không cần phải thành lập công ty mới công ty này là tâm huyết của em không nói đến việc cô thực sự không lập công ty mới anh ta dường như đã quên mất hơn một tháng trước anh ta muốn cô rời khỏi nhà hơn nữa trụ sở chính có liên quan gì đến cô chứ vũ đồng nhìn anh ta như người thiểu năng anh ở gần chó lâu quá nên bị đồng hóa rồi hả gặp người có sủa không Tạ tranh đã biết Vũ Đồng được 7 năm và ít nhiều cũng hiểu cô. Thấy cô mắng anh ta một cách tự tin như vậy. Liền biết rằng cô không gây rắc rối gì cho anh ta. Anh ta nói. Anh xin lỗi. Sau đó anh ta làm nhảm rất nhiều. Xin lỗi và nói những điều tử tế. Chỉ với một mục đích duy nhất là yêu cầu cô ra mặt bàn việc gia hạn một số hợp đồng hợp tác với trụ sở chính. Vũ Đồng lại đập bàn thỏa thuận ly hôn ra trước mặt anh. Ký vào đây việc ly hôn sẽ hoàn tất anh sẽ không còn chán ghét tôi nữa tôi có thể cân nhắc tạ tranh có lẽ cũng biết tính cách của cô là có thủ tất báo cho nên nếu thật sự ly hôn đừng nói đến việc giúp anh ta đàm phán hợp tác nếu cô thành lập công ty cô sẽ cướp đối tác của anh ta luôn sẽ rất tốt nếu cướp được công việc kinh doanh của công ty anh ta thế là tạ tranh lại từ chối lần nữa lại một tháng nữa trôi qua Vũ Đồng nhận được tin nhắn khiêu khích từ Lâm Nhã. "Vũ Đồng, cô bớt tự mãn đi, tôi chắc chắn sẽ khiến Tạ Tranh ly hôn với cô." Lâm Nhã tự tin như vậy là vì cô ta đang mang thai, đây là việc mà mẹ Tạ Tranh mong chờ từ lâu. Lâm Nhã thực sự đã cố gắng lấy lòng mẹ anh ta. Cô ta bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn trước mặt mẹ Tạ Tranh, để bà ta hưởng thụ cảm giác có một nàng dâu biết vâng lời, chứ không giống như cô, một nàng dâu hư hỏng cãi lại mẹ chồng bây giờ cô ta lại đang mang thai mẹ tạ tranh vốn hận không thể gặp mặt cháu nội sớm hơn đã chấp nhận cô ta là con dâu may phước có vẻ ngày cô thoát khỏi tạ tranh đang đến gần rồi nửa tháng sau tạ tranh lại chủ động đến gặp cô để bàn chuyện ly hôn anh ta vẫn vô liêm sỉ muốn cô rời khỏi công ty anh ta nói vũ đồng nếu em muốn ly hôn thì hãy đồng ý rời khỏi công ty kể cả chi nhánh mới bằng không anh sẽ không đồng ý ly hôn Thứ duy nhất em có thể lấy là căn hộ ở quảng trường. Anh ta lại tiếp tục nói. Em muốn chúng ta hoàn toàn chấm dứt đúng không? Nếu em không từ bỏ cổ phần của công ty chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhìn tạ tranh đang lạnh lùng thương lượng điều kiện với cô. Tình cảm cô dành cho anh ta cũng bay luôn theo mây gió. Đúng là cô chưa bao giờ hiểu tên chó má này. Vũ Đồng nhìn anh ta bằng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng. Trước khi đến chỗ tôi, anh có đi ngang qua chuồng lừa hả? chọc giận nó rồi à? Nghe điều này tạ tranh tức giận đùng đùng. Vũ Đồng. Ủa, không chọc giận nó mà ăn nói như bị nó đá vào não vậy? Nhìn thấy tạ tranh nổi giận, Vũ Đồng liền nói. Tạ tranh, kể từ khi tôi phát hiện anh ngoại tình, tôi đã không tung bất cứ tin nào trước mặt giới truyền thông, không công khai chuyện ngoại tình của anh. Anh nghĩ xem, anh có nhiều điều bí mật như vậy. Nếu tôi công khai thì anh có lặn tới đáy Thái Bình Dương cũng không thoát được đâu lúc đó những hợp đồng mà anh đã ký sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào vũ đồng tức giận mắng anh còn mặt mũi yêu cầu tôi rời công ty cơ à càng nói thì cô càng tức nên bắt đầu nói nặng lời hơn yêu nhau là cái duyên cưới nhau là cái nợ nhưng nếu anh muốn kết thúc duyên nợ của mình trong mệt mỏi thì tôi sẽ giúp anh ngày mai tôi sẽ công khai chuyện anh ngoại tình có lẽ nên để cho toàn thế giới biết anh đối xử với người đã giúp anh trèo lên vị trí hiện tại như thế nào tạ tranh đã khá ngạc nhiên có lẽ anh ta chưa biết rằng cô đã biết chuyện lâm nhã mang thai nếu không phải vụ kiện ly hôn kéo dài quá lâu tạ tranh cứ chỉ hoãn hết lần này đến lần khác cô cũng không muốn gặp mặt anh ta nữa cái thứ kinh tởm chết tiệt này ly hôn còn tùy thuộc vào tính cách của anh ta sau một tháng dài rằng co tột độ cuộc hôn nhân cuối cùng cũng tan vỡ sau khi ly hôn, Vũ Đồng vẫn làm việc ở văn phòng chi nhánh. Chắc anh ta sợ cô tìm cách đuổi anh ta ra khỏi ngành hoặc làm điều gì bất lợi cho anh ta. Anh ta đã thực hiện một cuộc cải cách lớn trong chi nhánh. Thậm chí còn ép buộc những người mà trước đây cô đã từ chối tuyển dụng để gây rắc rối cho cô và làm rối loạn tâm lý của cô. Lại còn theo dõi cô. Làm xong những việc này, Vũ Đồng vẫn thấy lo lắng nên chỉ đề nghị bán lại cổ phần của chi nhánh mà cô đang nắm trong tay. Chuyện đến nước này cô cũng muốn vứt nó đi. Cô không muốn liên quan gì đến tạ tranh nữa. Với cách làm này của anh ta, công ty sẽ sớm xuống dốc. Nếu tạ tranh muốn tự hủy, thì anh ta tự đi mà gánh hậu quả. Đừng liên lụy tới cô. Lúc đầu cô và anh ta cùng nhau chuẩn bị việc thành lập chi nhánh thứ hai. Bây giờ cô muốn tự mình làm việc đó. Vũ Đồng lợi dụng tình thế nâng giá lên, đòi giá cao gấp 3 lần giá thị trường. Tạ tranh đã mặc cả với cô nhiều lần, nhưng vì cái mồm to của cô cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị vũ đồng không làm gì cả cô chỉ tìm người tiếp cận và thủ thị phân tích cho lâm nhã nghe nếu cô và tạ tranh tiếp tục liên lạc với nhau sau khi ly hôn vì vấn đề công ty sau này có thể cô ta sẽ chẳng là gì với anh ta nữa còn cô sẽ đứng vào vị trí của người trong lòng duy cho cùng cái gì mất đi và cái gì không đạt được mới là ngon nhất bản thân cô ta cũng trải nghiệm rồi mẹ tạ tranh đã đưa lâm nhã đi kiểm tra giới tính thai nhi là con trai cô ta đã lợi dụng đứa con trai này để nổi cáu với tạ tranh suốt ngày lần nào vũ đồng gặp tạ tranh vì chuyện công ty cô ta cũng gây rắc rối có lần cô cãi nhau với tạ tranh ở công ty cô nói với tạ tranh nếu anh thật sự không muốn dây dưa với lâm nhã nữa thì sao không chia tay với cô ta đi chia tay anh ta có muốn đối xử với cô giống như cách anh đã làm với lâm nhã trước đây không Tạ tranh mắng cô ta. Anh đã cưới em rồi. Em có thể đừng vô cớ gây chuyện nữa được không? Lâm Nhã lý trí hỏi. Trước đây anh đã làm như vậy phải không? Đúng là kinh nghiệm của Tiểu Tam tỉnh táo hơn cô rất nhiều. Vì cô ta xúc động mạnh nên bị động thai và phải nhập viện. Tạ tranh chỉ có thể chấp nhận mức giá mà cô đưa ra vì đứa con trong bụng cô ta. Vì vậy ba tháng sau khi ly hôn cô lấy được tiền và rút khỏi chi nhánh sau khi rút khỏi chi nhánh, Vũ Đồng bận rộn chuẩn bị thành lập công ty và không có thời gian chú ý đến tạ tranh và lâm nhã. Không ngờ ở tháng thứ ba sau khi cô rút khỏi chi nhánh, Tống Viễn cũng rút cổ phần của mình. Anh ta đến gặp cô và nói Tôi nghe nói rằng cô định tự mình khởi nghiệp. Tôi sẽ trông cậy vào cô. Vũ Đồng hỏi Tại sao anh muốn rút tiền dù vẫn có lãi? Trong hai năm qua, cô đã quản lý chi nhánh khá tốt ít nhất số tiền mà cổ đông đầu tư trước đó đã thu hồi đây không phải là thời điểm thích hợp để tiếp tục hưởng cổ tức sao tống viễn cười và nói nếu bây giờ tôi không rút tiền đợi công ty bắt đầu thua lỗ mới rút sao tống viễn nói tiếp cô có biết tại sao tôi không muốn ở lại vì quý ông mất não và trà xanh kia không dưới sự điều hành của những loại người này công ty sẽ trở thành công ty gia đình vì bọn họ chỉ chăm chăm nhồi nhét người thân bất tài của mình vào đó thôi Tốt lắm Cô tưởng tạ tranh đưa những người thân vô dụng đó vào công ty Chỉ để gây rắc rối cho cô Và khiến cô phải bán cổ phiếu Và từ bỏ công ty Không, anh ta thực sự mất trí rồi Ngay cả người thân của Lâm Nhã Cũng đưa vào Thậm chí còn ép một số quản lý Mà cô tuyển dụng rời công ty nữa Thế thì họ thực sự là những ân nhân lớn của cô Trước đây không thể mang những người quản lý này đi cùng Bây giờ thì họ trực tiếp đẩy qua cho cô Hai tháng sau, Công ty cô chính thức đi vào hoạt động. Vào đêm đầu tiên khai trương chính thức công ty, một số cổ đông đã ăn tối với ban lãnh đạo, yêu cầu mua số lượng lớn cổ phần của Tông Viễn không được xem xét. Anh ta đã lôi kéo thêm ba người anh em có tiền có quyền của mình đến dự. Trong bữa ăn, anh ta xen vào ba người anh em của mình cũng ly rượu với tách trà của cô và nói: Vũ Đồng, nhìn này, đây đều là những người đàn ông tốt tôi chọn cho cô, đều độc thân, dễ thương và là sói nhỏ. Nhà ở gần hồ thì hưởng trước ánh trăng, cô hiểu không? Khóe miệng vũ đồng giật giật, cô trận mắt nhìn anh ta. Tống Viễn nói thêm, cô không cần phải cảm ơn tôi, cô thực sự không cần phải cảm ơn tôi. Vì cô đã làm việc chăm chỉ, để tôi có thể ở nhà mà vẫn kiếm được nhiều tiền. Vũ Đồng nói, tôi rất biết ơn anh. Thật khó để một kẻ nghiện tiền và muốn kiếm tiền như anh, dành thời gian quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi. Tống Viễn trả lời một cách đương nhiên. Không, bây giờ cô là con gà đẻ trứng vàng của tôi. Cô phải nhớ rằng chỉ cần cô có tiền thì bạn trai của cô vẫn đang học mẫu giáo. Anh ta lại vỗ vai cô. Tránh xa những kẻ cặn bã ra thì cuộc sống của cô sẽ tốt hơn. Hãy đến, chúc mừng cuộc sống tươi đẹp sắp tới. Tống Viễn nói đúng, tránh xa những kẻ cặn bã sẽ khiến cuộc sống của cô tốt hơn. Ví dụ như hai năm sau, cô vui vẻ đi ra ngoài bàn chuyện hợp tác ở quảng trường thành phố tình cờ gặp lâm nhã và tạ tranh đang cãi nhau thật là thú vị vũ đồng muốn hóng chuyện nên dừng lại và lắng nghe một chút có lẽ cô đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện sau khi người thân của lâm nhã vào công ty ông ta đã dùng quyền lực để tham ô số tiền khá lớn ban đầu tạ tranh không biết về việc này bởi vì người thân của lâm nhã muốn dùng dự án tiếp theo để bổ sung số tiền tham ô của ông ta nhưng dự án tiếp theo lại bất hợp pháp nên đã bị hủy số tiền tham ô của người thân lâm nhã không được bù vào nên sự việc bại lộ tạ tranh truy hỏi số tiền đó nhưng nó đã bị người thân của lâm nhã dùng để đánh bạc và thua trắng vì vậy tạ tranh đã kiện người thân của lâm nhã bây giờ người thân của lâm nhã phải đối mặt với pháp luật và người họ hàng đó là người thân ruột thịt của lâm nhã cho nên cô ta đến gặp tạ tranh và mẹ anh ta ở nơi công cộng nói đến tàn nhẫn không ai có thể so sánh được với tạ tranh vì vậy lúc này lâm nhã bây giờ đang mắng tạ tranh là không có lương tâm mất nhân tính tạ tranh nói lâm nhã tôi đã cho cô mặt mũi đúng không lúc cô âm mưu lừa tôi và mẹ tôi để tôi cưới cô sao không nói tôi không có lương tâm mất nhân tính tôi đã không có lương tâm mất nhân tính như vậy thì cô hãy ly hôn với tôi và muốn đi đâu thì đi tạ tranh nói những lời gay gắt nhưng lâm nhã không dám nói lại dù sao thì cô ta cũng đẩy cô ra và ngồi vào vị trí bà tạ nếu cô ly hôn dễ dàng ai sẽ bù lỗ cho cô ta tạ tranh đã dùng thủ đoạn để đuổi cô ra khỏi nhà nên anh ta chắc chắn sẽ không thương xót lâm nhã cô ta không có sự tự tin của cô lúc đó vũ đồng quay lại hỏi tống viễn người đã đến bàn bạc dự án với cô ai hợp tác vậy tôi sẽ tặng quà cho anh ta hôm nay cô sẽ bàn công việc với bố của tống viễn nếu anh ta ra mặt sẽ dễ dàng nói chuyện với bố anh ta hơn rất nhiều nên mới mang anh ta đi cùng tống viễn nói không phải là cô biết sao tháng trước chủ tịch hoàng đích thân tới chỗ cô đặt hàng đấy trong hai năm qua cô là người đã đàm phán để cướp rất nhiều hợp đồng của công ty tạ tranh sau khi cô bắt đầu tự mình làm việc để trả thù tạ tranh đã phản bội và ép cô rời khỏi công ty cô thường đánh cắp khách hàng của anh ta ngoài ra tạ tranh đã thay đổi cơ cấu nhân sự và thay thế nhiều quản lý mà cô tuyển dụng trước đó vì vậy sau khi hợp đồng của nhiều dự án hợp tác trước đây ở công ty anh ta hết hạn họ cũng bị quản lý của cô săn đón quá nhiều nên không thể nhớ hết vũ đồng xấu hổ à được rồi hôm nay tôi sẽ tự đi mua quà cho mình tống viễn còn tiện tay vòi tiền cô nhớ mang cho tôi một món quà nhé vốn dĩ hôm nay tôi định đi chơi với bạn gái tương lai bị cô kéo về làm việc thì phải bồi thường chứ." Vũ Đồng cười thành tiếng. "Tôi đã giúp anh trốn buổi gặp mặt mà anh không muốn đến, anh lại dùng nó để vòi tiền tôi, làm người ai làm thế chứ? Cuộc sống không phải là sự lặp đi lặp lại, nó luôn biến động nếu bạn dành cho nó sự chú ý." Một tháng sau, Vũ Đồng bị cảm, khi đến bệnh viện, cô lại thấy Lâm Nhã và mẹ tạ tranh choảng nhau. Lần trước Tạ tranh mắng Lâm Nhã mất trí và nói dối anh ta và mẹ mình là có nguyên do. Hơn một năm trước, Lâm Nhã sinh ra đứa con gái. Mẹ tạ tranh cũng chửi không kém gì tạ tranh. Lời nào khó nghe nhất cũng được nói ra. Bà ta nói, mỗi việc sinh con trai cũng không làm được. Sinh con gái vô tích sự. Mau phá cái thứ phải bù lỗ trong bụng cô đi. Hóa ra Lâm Nhã lại có thai. Bọn họ lại đến đây để kiểm tra lại giới tính của đứa trẻ. Lâm Nhã có lẽ đã tức giận hơn trong khoảng thời gian này và không thể chịu đựng được nữa. Cô ta phản công nói: "Bà gọi con gái là vô tích sự, nhưng bản thân bà không phải là phụ nữ sao? Bà gọi ai vậy, bà phù thủy già?" Mẹ Tạ Tranh ngay lập tức bắt đầu phản pháo: "Cô là con khốn nạn, hèn nhát và thua cuộc. Nếu không có cô, con trai tôi làm sao có thể ly hôn với Vũ Đồng và cưới cháu gái của một tên tội phạm như cô?" gia đình cô nhanh chóng trả lại toàn bộ số tiền mà chú cô đã tham ô nếu không thì cô đừng trách lâm nhã không phải là người hiền lành cô ta tấn công trực diện nếu như không phải bà muốn quản chuyện của con trai bà bà có để tạ tranh ly hôn với vũ đồng mà cưới tôi không bà còn chửi vũ đồng nữa đang nói lý cho cô đấy à chân thành cảm ơn cô lâm nhã vì không phục mẹ tạ tranh liền thẳng tay tát vào mặt lâm nhã một cái mạnh đến mức Hắn năm dấu ngón tay trên mặt cô ta bà ta cũng túng được tóc lâm nhã vừa kéo vừa chửi mày dám cãi lại tao à còn khốn này xem hôm nay tao đánh chết mày nhìn mà tê dần dần cả da đầu sau đó Vũ đồng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh rồi gọi cảnh sát trợ lý của cô vẫn là cô bé dễ thương ngày xưa cô ấy rời khỏi chi nhánh của tạ tranh và lại đến chỗ cô cô ấy rất ý thức được mối quan hệ yêu hận giữa cô và tạ tranh nên trận mắt nhìn thao tác của cô và hỏi Chị Vũ Đồng Thật vui khi thấy chị đã buông bỏ được Chị thực sự đã gọi cảnh sát Vũ Đồng nói Không cần cảm ơn Trợ lý nói Hi hi, em định báo cảnh sát Nhưng chị làm trước rồi Đối diện bệnh viện là đồn cảnh sát Chưa đầy 5 phút là cảnh sát đã đến Cả hai đều bị đưa đi Sau khi hai người bị đưa đi Trợ lý nhỏ của cô thở dài Cũng may là chị đã chia tay với chủ tịch tạ nếu không, nếu không thì sao? Vũ Đồng cô chắc chắn không phải là người bị đánh. Mẹ Tạ Tranh dám tấn công Lâm Nhã bởi vì, thứ nhất, Lâm Nhã ngay từ đầu đã cố gắng lấy lòng bà ta, mang lại cho bà ta cảm giác yêu Việt. Thứ hai, Lâm Nhã không có sự tự tin để ly hôn với Tạ Tranh và hoàn toàn bất hòa với mẹ của anh ta. Cô ta biết mẹ Tạ Tranh đã tấn công cô ta, nhưng cô ta không dám đánh trả. Ngày hôm sau, một phóng viên báo lá cải ở thành phố A, Chu Minh, đã đăng thông tin này. Có hình ảnh có độ phân giải cao, có thể nhìn rõ cả chuyện mẹ Tạ Tranh đã túm bao nhiêu sợi tóc của Lâm Nhã. Ảnh là do cô cung cấp. Vì vậy dư luận biết rằng mẹ Tạ Tranh đã đánh con dâu và bị đến đồn cảnh sát vì bị chuyện phát hiện thai nhi là con gái. Trước đây, cô đã từng nói với bà ta, đừng xây dựng hình ảnh quý bà, bà sẽ mất mặt. Nhưng bà ta nhất định không được nghe đó là một trò hề lớn. Ngay khi tin tức này lan ra, một số bạn bè nhiệt tình trong giới truyền thông cũng lôi ra tin đồn rằng Lâm Nhã là Tiểu Tam và Vũ Đồng đã bị buộc phải từ chức. Lâm Nhã đáng bị toàn bộ cộng đồng mạng mắng mỏ. Lâm Nhã và Tạ Tranh đều bị mất uy tín. Sau khi cư dân mạng nhiệt tình mắng Lâm Nhã và Tạ Tranh, họ đã chúc mừng cô. Chúc mừng chị Vũ Đồng đã nhảy ra khỏi hối lửa này. Cảm ơn, Lúc đầu cô không muốn mọi người nhìn thấy những trò hề này. Nhưng hai năm sau, bọn họ lại tự mình công khai nó bằng những thủ đoạn vòng vo. Người xưa có câu, đi đêm có ngày gặp ma. Hai tháng nữa, khi gia đình tạ tranh hỗn loạn, công ty cũng gặp khó khăn. Chi nhánh này bị tố cáo về lập tài khoản giả và trốn thuế và bị điều tra. Ngay từ khi biết tạ tranh đã thay thế ban quản lý mà cô mang theo bằng người thân của mẹ anh ta và Lâm Nhã, cô đã biết rằng anh ta đã đi quá xa. Chi nhánh của anh ta đang lao xuống dốc không phanh. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng cô cũng cướp vài mối kinh doanh của anh ta. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng điều gì đó sẽ xảy ra sớm như vậy. Tổng viễn nghe được tin này, vỗ ngực nói. May mắn là tôi đã có tầm nhìn xa nên rút lui. Kể từ khi anh ta thay trưởng phòng tài chính công ty bằng cháu gái của mẹ anh ta, tôi cảm thấy không có gì tốt cả. Vũ Đồng không còn gì để nói với anh ta. Anh thật thông minh. Tống Viễn đáp lại. Cả hai chúng ta đều thông minh. Cả hai người bọn họ đều không nhắc đến người tố cáo và giả vờ như không liên quan gì đến mình. Sau sự việc này, chi nhánh của tạ tranh đã sụp đổ với tốc độ rơi tự do. Trụ sở chính cũng bị chi nhánh liên lụy. Vũ Đồng đã chụp được thêm một vài khách hàng của anh ta và kiếm được rất nhiều tiền. Cho dù tạ tranh có cố gắng lật ngược tình thế bằng cách đuổi toàn bộ người thân của mẹ anh ta và Lâm Nhã ra khỏi công ty. Đồng thời để khôi phục danh tiếng, anh đã quyên góp 5 tỷ cho vùng nghèo, cũng không giúp ích được gì. Cộng đồng mạng chế giễu anh ta vì thói khoe khoang, thậm chí có một số anh hùng bàn phím còn hỏi thẳng. Đây có phải là kết quả của việc trốn thuế không? Trụ sở chính của tạ tranh cũng bắt đầu đi lao dốc. Vũ Đồng chợt nhớ rằng, nhiều năm trước, khi lần đầu tiên cô cùng tạ tranh khởi nghiệp, công ty cũng gặp khủng hoảng, có vấn đề với nguồn đầu tư. Tạ tranh thậm chí còn có ý định bỏ việc và tìm một công việc khác. Cô cùng anh ta đi khắp nơi để nhờ giúp đỡ. Trong thời gian đó, hai người bọn họ hoặc đang cầu xin sự giúp đỡ hoặc đang trên đường cầu cứu. Cô cùng anh ta phải nhìn mặt rất nhiều người. Sau khoảng thời gian khó khăn ấy, anh ta nói với cô Có em thật là tốt. Đồng đồng, từ nay trở đi, chỉ cần anh có cháo ăn thì anh sẽ không bao giờ để em đói nhưng sau này khi công ty lớn mạnh hơn anh ta không những không nhớ mình đã nói gì mà còn cố nuốt chừng những thứ vốn dĩ thuộc về cô có những người chỉ có thể chia sẻ khó khăn chứ không thể chia sẻ niềm vui tạ tranh là loại người như vậy tuy nhiên cũng tốt thôi anh ta và lâm nhã vốn đã chia sẻ niềm vui bây giờ họ sẽ chia sẻ khó khăn cùng nhau để tình cảm dành cho nhau ngày càng sâu sắc hơn không phải trước đó tạ tranh đã nói với lâm nhã rằng anh ta thà từ bỏ tài sản hiện tại của mình còn hơn phải xa lâm nhã sao? Mặc dù công ty của anh ta hiện đang đứng bên bờ phá sản, nhưng cũng là cơ hội để anh ta thực hiện lời hứa với lâm nhã. Lần này, tạ tranh à, anh hãy là một người đàn ông thực sự đi. Đã hứa thì phải giữ lời. Vũ Đồng đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu hai người cùng nhau đến cầu xin cô, thì vì tình yêu bền chặt hơn của họ cô bất đắc dĩ đồng ý từ nay trở đi sẽ không chiếm đoạt công việc kinh doanh của tạ tranh nữa nhưng xem ra lâm nhã không có ý định chia sẻ khó khăn với tạ tranh chưa đầy nửa năm sau hai người ly hôn lâm nhã nói với mọi người ở khắp nơi rằng cô ta không thể sống với anh ta vì bà mẹ chồng độc ác đã ép cô phá bỏ đứa con thứ hai nhưng nguyên nhân thực sự là do công ty của tạ tranh không thể tồn tại được nữa lâm nhã không muốn phải gánh nợ với tạ tranh khi hai người sắp ly hôn lâm nhã đi theo một ông già giàu có hơn tạ tranh lúc này nghe được tin này cô cảm thấy hơi bối rối à vũ đồng chỉ có thể thở dài sừng tuần lộc là sự tái sinh điều này khá hợp lý cô đã nói gì chứ đây là một trò chơi tiền bạc nhưng họ nhất quyết tạo vỏ bọc tình yêu lâm nhã vì quan tâm đến tiền của tạ tranh mà đến với anh ta cũng vì tiền nên bây giờ cô ta chọn người giàu hơn tạ tranh cô ta vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp nên không có gì sai. Vũ Đồng hy vọng tạ tranh ổn. Nhưng đáng tiếc là không được như vậy. Tạ tranh có việc phải làm. Ba tháng sau khi Lâm Nhã rời đi, công ty thực sự không thể tồn tại và không còn cách nào khác ngoài việc tuyên bố phá sản. Lúc này cô thực sự ngưỡng mộ tạ tranh. Dù Lâm Nhã lợi dụng anh ta, nhưng anh ta vẫn phản đối việc ly hôn với Lâm Nhã. Bởi vì sau khi hai người kết hôn, họ mua hai căn nhà đứng tên chung của hai vợ chồng. Nếu ly hôn sẽ mất một căn. Vì vậy, sau khi thủ tục phá sản hoàn tất, Lâm Nhã đã có một phần trong khoản nợ gần 50 tỷ mà anh ta phải gánh chịu. Và ông già giàu có kia đã vứt bỏ Lâm Nhã ngay lập tức, không muốn bị lợi dụng và giúp Lâm Nhã trả nợ. Vũ Đồng xem tin tức, gửi cho bọn họ mấy lời. Tiểu Tam cặn bã, nhốt cô ta lại. Người ta nói rằng cuối cùng Tạ Tranh đã bán hết tài sản ở quảng trường thành phố, hai căn nhà đứng tên hai vợ chồng anh ta và một số xe ô tô hạng sang đứng tên họ để trả nợ. Anh ta đã hoàn toàn trở lại hình dáng ban đầu, không thể nói giống hệt như lúc anh ta mới bắt đầu kinh doanh, nhưng chỉ có thể nói là không có gì khác biệt. À không, có một sự khác biệt, bây giờ anh ta đã già hơn, đã đến tuổi trung niên rồi, không biết anh ta có đủ can đảm để khởi nghiệp và quay trở lại hay không tuy nhiên cô không quan tâm nữa thất bại của anh ta không phải là lỗi của cô nếu anh ta không đưa đám họ hàng bất tài của mẹ mình và lâm nhã vào công ty và trao quyền quản lý cho họ cô sẽ không thể ăn trộm thương vụ kinh doanh nào từ anh ta kết thúc vũ đồng tưởng rằng kiếp này cô sẽ không bao giờ gặp lại tạ tranh nữa nhưng không phải vậy khi tông viễn kết hôn cô đến dự tiệc cưới của anh ta và gặp tạ tranh Tạ Tranh làm quản lý cấp dưới tại khách sạn nơi Tống Viễn tổ chức tiệc cưới. Dường như anh ta không còn đủ dũng khí để khởi nghiệp. Không biết người khác cảm thấy thế nào khi gặp lại chồng cũ. Nhưng khi nhìn Tạ Tranh, người không giấu được sự mệt mỏi dù mặc vét và dày da. Cô không hề cảm thấy gợn sóng nào trong lòng. Giống như gặp một người đàn ông xa lạ, không yêu cũng không ghét. Tạ Tranh nhìn cô hồi lâu mới bước tới và nói. Tôi xin lỗi chuyện lúc trước. Vũ Đồng mỉm cười với anh ta, "Không cần phải xin lỗi, lúc đó tôi Keo Kiệt không gửi lời chúc phúc cho anh, bây giờ tôi sẽ chúc phúc cho anh, chúc anh và Lâm Nhã trăm năm hạnh phúc." Sắc mặt Tạ Tranh có chút xanh, đầu cũng có vẻ hơi xanh. Tuy nhiên, bây giờ anh ta có thể được xem là hiền lành. Vũ Đồng nói thêm, "Hiện giờ quãng thời gian 9 năm mà anh đã bỏ lỡ vì không cưới Lâm Nhã đã được bù đắp, anh không có gì phải hối tiếc nữa." Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình và mặt cha nam tiểu tam ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.